Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 17 tháng 1. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Bí thư tỉnh ủy Ngô Thanh Danh dự lễ ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 8 khách hàng trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 4 năm 2022. Sáng 17 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã trọng thể tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Gia Nghĩa đã thành kính mặc niệm, dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ngày 17 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng công an tỉnh đạt được. Bí thư tỉnh ủy động viên, chia sẻ và gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình đón năm mới Quý Mão 2023 an khang, thịnh vượng và năm mới gặt hái thắng lợi. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, lực lượng công an phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, bám sát tình hình thực tế, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chiều 16 tháng 1, tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông tổ chức trao tặng quà Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 cho người dân trên địa bàn. Chương trình đã trao 120 suất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất, gồm quà và tiền mặt cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Song. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc nhân dân huyện Đắk Song năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng chí Lưu Văn Trung chia sẻ, động viên bà con cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh đoàn Đắk Đông vừa tổ chức lễ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại thành phố Gia Nghĩa để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Chương trình kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, nhất là đoàn viên, thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, ý nghĩa. Công tác tuyên truyền, vận động người dân, các bạn trẻ giữ gìn, chăm sóc và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và trở thành hành động, nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội. Tại chương trình, ban tổ chức chương trình đã tặng 384 suất quà Tết Nhân Ái trị giá gần 200 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài chương trình cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, đường làng ngõ xóm, các khu dân cư, khu đô thị. Chiều 16 tháng 1, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức quay thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 4 năm 2022. Trong quý 4 năm 2022, toàn tỉnh có 36.112 hóa đơn trong tổng số 121.605 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đủ điều kiện tham gia quay thưởng chương trình. Chương trình quay thưởng đã tìm ra được 8 khách hàng trúng giải thưởng hóa đơn may mắn quý 4. Trong đó, có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, 1 khách hàng trúng giải nhất với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!